Ơ, hẹn nhau ở đâu đấy? Nhắn địa chỉ đi để tao qua. Ờ, chỗ cũ gì? Được rồi, qua ngay bây giờ đây. Để xem hôm nay bọn mày khoe cái gì. Ôi, xe của ai mà mướt này? Con này mà lái đi cà phê á, có mà hội kia lắc hết cả mắt. Được rồi, bọn mày thích khoe đồ hiệu gì, tao ấy sẽ cho chúng mày phải lắc mắt. Xấu ấy nhở. Alo, ừ tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý được. Ừ. Ui kìa. Sao lại vô lý như thế được nhở? Này, cô đi đường không nhìn còn kêu cào cái gì nữa? Rõ ràng là do cô mải chụp ảnh nên là cô mới va vào người tôi. Đã không xin lỗi thì thôi, lại còn nói năng vô lý như thế à? Chụp ảnh thì làm sao? Đây là xe của tôi, tôi thích chụp lúc nào ấy, đây là việc của tôi. Ờ. Xe này là xe của cô á? Sao? Thấy sang quá chứ gì? Này, cái tầm cỡ như cô ấy, không biết bao giờ mới có vé một cái xe xịn như này. Mà nhìn cũng biết là cái loại nghèo hèn rồi, làm sao mà biết cái mùi xe xịn là như thế nào? Ừ. Xe này thực ra là tôi cũng muốn đi vào trong để xem cái mùi xe ô tô nó như nào ấy. Ờ, đây là xe của cô à? Tướng hèn như tôi chỉ hợp đi những loại ô tô như này thôi. Còn tướng sang trọng như cô ấy chắc là chỉ hợp đi xe đạp thôi nhỉ? Ờ. Với cả lần sau nếu mà cô muốn sống ảo thì sống ảo kín đáo một chút, chứ như này á chắc là sẽ không có chỗ nào để mà chui xuống đâu. Nó dám khinh thường mình cơ đấy. Được rồi, bảo Linh này mà không có ô tô ấy, thề không làm người. Đây là một dự án mà tôi rất tâm huyết. Tôi mong là anh chiều cố cho tôi. Cũng ok đấy, tôi sẽ xem lại lần nữa và cho anh câu trả lời. Được thế tốt quá rồi, tôi mong tin tốt lành từ anh ạ. Ok. Chào anh. Này, sao em bảo đi cà phê với bạn cơ mà quay trở lại nhanh thế? Mà anh đang có chuyện vui muốn kể cho em nghe đây. Em đang chán chết đây này, anh thì anh vui cái gì? Chuyện là cái bản hợp đồng của chúng ta, bên đối tác người ta hứa là sẽ quan tâm để ý tới. Em nghĩ xem, nếu như mà chúng ta thành công chẳng phải là tốt quá rồi còn gì nữa. Nghe thì cũng vui đấy. Nhưng mà anh này, bao giờ thì anh định cho em vào công ty anh làm? Chuyện đấy thì em không phải lo, anh đã sắp xếp xong rồi, tuần sau em có thể đi làm. Nói gì thì nói, anh vẫn muốn em phải góp sức cho công việc của anh. Em nghĩ xem, anh sẽ không dừng lại ở chức trưởng phòng này đâu, anh muốn nó ở vị trí cao hơn nữa. Cũng phải, địa vị càng cao ấy thì tiền càng nhiều, như thế thì người ta mới nể. Anh ấy là anh phải cố gắng thật là nhiều vì tương lai của hai chúng ta đấy nhá. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ cho em một cuộc sống như bà Hoàng. Mà anh này, anh cho em mượn ô tô một lát, để em đi cà phê với bạn nhá. Anh làm gì có ô tô mà mượn? Thì ô tô của công ty đấy còn gì, anh cho em mượn đi một tí thôi. Ô tô của công ty á? Không được đâu. Làm sao mà không được, em chỉ mượn đi một tí thôi, làm sao mà mất mát được cái gì đúng không? Nhưng mà đấy là ô tô của công ty, chẳng may mà xảy ra chuyện gì là không đền được đâu. Làm gì có chuyện gì cơ chứ, với cả em biết lái xe cơ mà. Em ấy là em muốn đi ô tô để cho bạn bè của em nó thấy. Lúc nào cũng khoe hàng hiệu này kia. Mà anh thấy đấy, em thì làm gì có cái gì đâu. Nhưng mà... Nhưng nghĩ cái gì, anh là trưởng phòng, anh có quyền mượn ô tô để cho người yêu đi chơi cơ mà. Mà nhớ, anh ấy là anh nhất định phải cố gắng kiếm thật là nhiều tiền để mua ô tô mới cho em đấy. Còn không ấy, thì đừng bao giờ nghĩ chuyện cưới em. Này, em đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy. Thì ai bảo anh yêu em làm cái gì cơ. Thôi rồi, mau đưa chìa khóa đây cho em.
lại là cô nữa. Tại sao cô cứ ám tôi mãi thế? Tôi cũng chẳng muốn gặp cô đâu. Đã không biết lái xe ô tô rồi lại còn học đòi theo người khác hả? Cái gì? Cô bảo là tôi không biết lái xe ô tô á? Này, tôi nói cho cô biết nhá, tôi học lái xe ô tô ấy còn trước khi ở cô đẻ ra đấy. Cũng đúng thôi. Đến xe ô tô của người khác mà cô còn có thể tự nhận là xe của mình rồi sống ảo được thì có chuyện gì trên đời này mà cô không nói được cơ chứ? Cô! Này, cô đừng có mà áp đảo tinh thần của tôi nhá. Tôi nói cho cô biết, cô suýt được cô làm sức xe của tôi, cô làm tổn hại tinh thần của tôi ấy, cô phải đền bù đi. Tại sao cô lại có thể nói chuyện ngang ngược và vô lý như thế được nhở? Rõ ràng là do cô lùi xe ra một cách bất ngờ, may mà tôi thắng lại kịp. Thế mà cô còn bắt tôi phải bồi thường cho cô á? Đã sao lại còn già mồm nữa à? Này, mày có tin là mày không bước chân ra khỏi đây được không? Hả? Sao cô lại có thể ăn nói một cách vô văn hóa như thế? Cứ như là mấy chị đại ngoài hàng chợ ấy. Tao không cần phải có văn hóa với cái loại người như mày nhá. Tao nói cho mày biết, người yêu của tao ấy là trưởng phòng của công ty này đấy. Tao sẽ gọi người xuống đây để giải quyết việc này. Còn dám hù dọa nữa cơ? Sao? Sợ rồi à? Sao tôi lại phải sợ? Tôi không làm gì sai thì tôi không phải sợ. Còn cô ấy, cô cứ vô văn hóa như thế, không tự đắc được lâu đâu. À, mày bảo ai vô văn hóa? Cô! Để tao cho mày biết thế nào là vô văn hóa nhá. Này, cô không được làm như thế nhá. Sao? Sợ rồi à? Tao sẽ gọi người yêu của tao xuống đây để giải quyết việc này. Anh nghe đây. Sao cơ? Có kẻ dám ức hiếp em á? Thôi được rồi, em giữ chân cô ta ở đấy, anh xuống ngay. Anh Long à, tôi nghe đây. Không biết là anh suy nghĩ thế nào về dự án rồi ạ? Tôi đã xem kỹ lại dự án, rất thích hợp để tôi đầu tư. Buổi chiều, tôi sẽ qua công ty cậu để ký hợp đồng. Dạ vâng vâng, anh nhớ qua nhé. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi thứ rồi. Tôi đã hủy hẹn với tất cả các công ty đối tác khác, chỉ để làm việc với bên anh thôi đấy. Ok, chiều gặp nhau nhé. Dạ, chào anh. Anh mà hủy dự án này của tôi thì có mà tôi chết. Tất cả công ty khác đã quay lưng rồi còn đâu. Dự án này mà thành công thì mình giàu to. À, hóa ra cô là người gây chuyện đấy à? Đây là chồng tương lai của tao. Anh ấy là trưởng phòng công ty đấy. Sao, sợ chưa? Đây, anh nhìn hai cái xe này. Cô ta ấy, tí nữa thì đâm vào xe của mình đấy. Làm em hú hồn hú vía. Thế mà em bảo là bồi thường tinh thần thì cô ta bảo là không đền xong rồi còn cãi nữa cơ. Thế bây giờ như nào đây? Cô thích giải quyết trong hòa bình hay là thích dùng vũ lực? Tôi nghe nói anh là trưởng phòng, thế mà anh cư xử với ăn nói cứ như là giang hồ ấy nhở? Cô, anh nhìn xem, hai chiếc xe này chưa cháy xước một tí nào cả. Lỗi là ở bạn gái của anh lùi xe ra một cách bất ngờ, may mà tôi thắng lại kịp. Thế mà bây giờ còn bắt tôi phải bồi thường á? Hai người bị làm sao đấy? Nói chuyện thì nó phi lý vừa thôi chứ. Phi lý cái gì mà phi lý? Lời của tôi nói luôn đúng. Anh thấy thái độ bạn gái anh không? Không có một chút cư xử văn hóa nào cả. Tôi không thích đôi co với loại người như này. Mày! Này, cô thử đánh tôi nữa xem. Tôi sẽ khiến cho các người phải sống dở chết dở đấy. Tôi đã gọi điện cho chồng của tôi rồi. Anh ấy sẽ xuống đây để mà giải quyết với hai người. Anh ấy là người có học thức, có văn hóa, chứ không cư xử thô lỗ như hai người đâu. Khá quá nhỉ, gọi cả đồng bọn cơ à? Được rồi, để tôi xem chồng cô sẽ làm gì. À, mà nói chuyện ở đây không tiện, cô bảo chồng cô lên phòng gặp tôi. Ok thôi. Được lắm, để tao xem chồng của mày ấy, ba đầu sáu tay như nào. Sao? Sợ rồi à? Thì ra là anh cũng có phòng làm việc cơ đấy. Thế mà tác phong của anh nó chưa phù hợp với chiếc ghế trưởng phòng lắm thì phải. Này, cô là ai mà ăn nói hống hách thế à? Chuyện lúc nãy chưa xong đâu nhá. Chuyện lúc nãy thì anh chờ một tí, chồng tôi đến, chồng tôi sẽ giải quyết với anh. Chứ anh cứ gây hấn với các phụ nữ, anh không cảm thấy nhục à? Giỏi lắm, để tôi xem chồng cô sẽ làm gì. Này, anh nhìn cô ta thử xem. Nhìn cái kiểu này chắc chắn là xe đi thuê hay là đi mượn đâu đấy, nên là mới không biết lái chứ. Đương nhiên rồi. Mà này, chiều nay anh ký kết hợp đồng lớn xong, anh sẽ dẫn em đi mua ô tô mới, đỡ phải mượn xe của công ty, lằng nhằng lắm. Thì ra là hai người đi xe của công ty à? Thế mà vẫn vênh mặt lên để mà dạy đời tôi được. Tôi còn nhớ trước đây cô có chụp ảnh chiếc xe ô tô của tôi đúng không?
bây giờ lại còn đi xe mượn nữa, đúng là hạ đẳng mà. Này, cô vừa nói cái gì đấy ạ? À? Thực ra tôi không có khinh thường những người không có ô tô. Tôi chỉ khinh thường những người đã không có gì mà vẫn vênh mặt lên hạ đẳng với đời như thế. Cô! Sao? Dù sao tôi nghĩ những người tự cao tự đại cũng sẽ có kết cục không tốt đâu. Mày! Con dành này! Này, cô làm cái gì đấy? Này, mày có tin là ấy, mày không bước chân ra khỏi đây được không hả? À? Cô dám á? Sao mà tao không dám? Để tao cho mày một trận. Cô định làm gì vợ tôi đấy? À? Anh Long! Sao? Đồng bọn đến rồi đấy à? Tưởng con này sợ chắc. Anh Việt Anh, xử nó cho em. Cầm mồm! À, anh bị làm sao ấy nhở? Anh có nhìn thấy là hắn ta đang bênh vực vợ của hắn ta xong rồi ức hiếp em không? Đã không ra tay thì thôi lại còn cản đường em nữa. Tôi đã nói là cô cầm mồm! Anh bị làm sao đấy? Anh uống nhầm thuốc đấy à? Trời ơi là trời! Đây là anh Long! Người sẽ ký kết hợp đồng với công ty chúng ta chiều nay đấy! Cô cầm mồm được chưa? Hóa ra người bắt nạt vợ tôi chính là anh và bạn gái của anh à? Vậy thì tôi nói luôn này, hợp đồng này khỏi cần ký kết nữa. Ê, anh Long, anh bình tĩnh đã, chỉ là hiểu nhầm thôi. Chẳng qua là chị nhà đây lùi xe ô tô, sau đó là không để ý mới va chạm vào xe của người yêu tôi. Thế là mới xảy ra chuyện này đấy chứ ạ. Tại sao anh lại có thể đổi trắng thay đen như thế hả? Em không cần phải nổi nóng với hạng người này. Để anh giải quyết cho. Trước khi tôi tới đây ấy, tôi đã ghé vào phòng camera để xem rồi. Vừa nãy tất cả là do bạn gái anh làm. Cô ta lùi xe và tường sát đã thắng kịp xe. Vậy mà các người không cảm ơn là còn làm khó cô ấy nữa. Mà còn anh nữa đấy. Anh là đàn ông, đúng ra ấy, anh phải dàn xếp chuyện này cho êm xuôi. Đây là ngược lại, anh lại dung túng cho bạn gái của mình để ức hiếp người yếu. Với một người thiếu đạo đức và háo thắng như anh ấy, tôi sẽ không bao giờ hợp tác cùng đâu. Anh Long, xin anh hãy bớt nóng. Tôi hứa là sẽ rút kinh nghiệm để không xảy ra chuyện này nữa. Cứ mỗi lần mà tôi chuẩn bị hợp tác với anh ấy, là trong lòng tôi cảm thấy bất an lắm. Vậy nên là tôi nghĩ đừng ký kết nữa. Mình về thôi. Anh đã mua chiếc xe 5 tỷ khác cho em, coi như là để đền bù tinh thần cho em chịu không? Với em, xe bao nhiêu tỷ không có quan trọng. Chỉ cần là chồng của em luôn bên cạnh, là một người đĩnh đạc, hiểu chuyện và lúc nào cũng bảo vệ cho em. Thôi, mình không nên ở chỗ này lâu đâu. Mình đi thôi. Làm cái gì mà mấy hôm nay em gọi điện cho anh không được thế à? Anh cố tình trách bắt em đúng không? Anh đang rất đau đầu. Em đừng lải nhải nữa được không? Ok. Anh phải giải thích rõ ràng cho em tại sao lại trách mặt em cơ chứ? Vì em mà anh đã bị đuổi việc. Em hài lòng chưa? Cái gì? Đuổi việc á? Họ làm ăn cái kiểu gì đấy? Được rồi, anh đưa em lên công ty để em nói chuyện rõ ràng với họ. Thôi đi. Cô có thể giữ lại cho mình một chút tự trọng có được không? Anh bị làm sao ấy nhở? Em làm thế cũng là vì anh đấy. Vì tôi à? Vì cô mà tôi mất hợp đồng. Vì cô mà tôi mất việc. Và vì cô mà tôi phải đền bù 500 triệu đấy. Cô đã vừa lòng chưa? Cái gì? Đền 500 triệu á? Họ bị điên đấy à? Vì cô mà tôi phát điên mới đúng. Đừng đến tìm tôi nữa. Anh nói thế là sao? Chia tay đi. Chia tay? Anh đòi chia tay với tôi á? Phải. Tôi không chịu nổi tính của cô nữa rồi. Tôi không hiểu nổi anh bị làm sao luôn đấy. Vừa mới bị đổi việc, xong rồi bây giờ đòi chia tay. Ok, tốt thôi. Đằng nào ấy, tôi cũng đang muốn chia tay anh. Bây giờ ấy, anh hết giá trị lợi dụng với tôi rồi. Cô đến với tôi vì lợi dụng tôi. Đúng rồi đấy. Lúc trước ấy, là anh làm trưởng phòng. Tôi nghĩ là anh có uy quyền, nên là tôi mới đồng ý yêu anh mà thôi. Còn bây giờ ấy, anh hết giá trị lợi dụng với tôi rồi. Nhưng mà dù sao ấy, thì tôi cũng nên cảm ơn anh một câu. Bởi vì anh đã giúp tôi xin vào công ty để làm việc. Mà này, bao giờ thì tôi được đi làm đấy? Cô có não không thế? Hả? Tôi bị đuổi việc. Mà cô nghĩ là cô bước chân được vào công ty á? Thân tôi còn lo chưa xong. Đừng làm tôi phải đau đầu nữa. Loại như cô sẽ không có một công ty nào nhận cô vào làm đâu. Vậy nên bảo trọng. Này! Chết rồi. Như này là sao?